Trời đất ơi, cái gì mà sáng sớm sộn soạn vậy mấy đứa? Cái gì vậy nhỉ? Thiệt chứ Thành, chứ cái con mèo này nè, mới sáng sớm nhảy lên ly đổ bể tùm lum à. Con mèo qua nó mày. Con mèo của anh hả? Trời anh Phú, anh Phú, anh nuôi mèo thì anh nhốt nó lại đi, anh không nhốt nó nhảy lên ly bể tùm lum kìa. Thiệt chứ Tình, chứ làm dọn mạnh nó chết luôn à. Chịu khó dọn giùm anh đi, mai anh nhốt nó vào phòng. Ê Nhã, từ sáng giờ anh không thấy thằng phục vụ nào tới làm việc hết em. Anh có quên gì không anh Phú? Quên gì em? Anh đuổi hết phục vụ luôn rồi, ai đâu làm cho anh. Anh quên nữa. Phục vụ giờ làm việc chán thiệt chứ, ở xíu cái là báo à. Thì đúng rồi, sao được như bartender như em. Đời nào báo anh đúng không anh Phú? Anh Phú xích quá, xích quá. Anh cảm ơn nha. Đâu có. Uống thì anh vô quầy anh lấy, anh có tay có chân mà, nước của em. Anh thấy mày càng ngày càng giống sếp anh rồi đó. Anh em mình không à, coi gì anh Phú. Thì anh đang xem tin tức thế giới nè. Tình hình thế giới dạo này căng quá anh Phú. Mắng quá, trời tùm lum hết á. Biết chừng nào chiến sự mới kết thúc trời. Anh theo dõi tin tức dữ ha. Em mà anh Phú. Ê, ngừng ngừng anh Phú. Cái gì vậy? Ai ai đậu em? Biết lắc, biết lắc. Bình tĩnh chú, làm gì căng vậy? Ai đậu em nè? Biết lắc luôn. Biết ai đậu em mà. Sao cái gì chú cũng biết vậy? Em cập nhật ghê lắm. Đã ghê đồ kìa, chơi mở nút. Thôi anh, từ từ anh Phú. Cái đồ chắc anh kiếm mày luôn quá. Anh đồ, cái đồ. Thôi anh đồ sát mày luôn bây giờ. Một đứa trẻ bị bỏ rơi tại một ngôi chùa mới có 3 tháng tuổi hay chưa? Trời, xã hội thì giờ ta nói nhẫn tâm. Xin thì mình nuôi đi, mình xin rồi không nuôi, rồi bỏ vô bù la bù lóc nữa. Bởi lắm. Xem tin tức thôi mà cảm xúc gì em? Rồi anh cho em muốn xem đâu. Bởi xã hội giờ không hiểu nổi. Bình tĩnh em. Chuyện đâu còn có đó mà, gì đâu mà coi tin tức buồn chứ hả? Em coi đi. Bỏ xin rồi bỏ vậy. Thôi bình tĩnh chưa? Sao dạo này cái style outfit của mấy thằng bartender nhìn nó ngộ nhỉ? Ngộ gì anh Phú? Hồi trước ông thầy dạy bartender cưng á, ông có chỉ em cái cách ăn mặc làm sao cho trở thành một bartender chính hiệu không? Thì đây, em phối cái phong cách trẻ trung, dài Nike, vớ sạc lô, đồ thể thao, còn đòi gì nữa anh Phú? Trời, trẻ trung. Trẻ trâu chứ trẻ trung gì? Vậy là anh Phú không biết rồi. Anh có nghe cái câu muốn làm được chuyện lớn mà thành công á thì phải làm khác người ta. Thích khác đúng không? Đúng rồi anh Phú. Anh có cái này cực kỳ khác biệt người ta luôn. Cái nào khác thì đưa cho em là thành công hết à. Vậy đúng hả? Đúng rồi. Cái toilet sáng giờ chưa dọn á, vô dọn giùm anh được không? Cái này không có đường nè anh Phú. Sao vậy? Đừng có nói, đuổi bà lao công luôn rồi nha. Đuổi luôn rồi. Cái này hơi căng nha. Có đầu căng cưng. Cưng đang rảnh nè. Đi dọn giùm anh đi. Mà sếp. Gì nữa? Em làm nhiều vậy á, sếp có tăng lương không? Muốn tăng lương hay nghỉ việc? Em giỡn chứ mà sếp căng đó. Thôi đi đây đó, em làm cho. Đi đi. Mà sếp. Gì nữa? Em bên pha chế á, bên ăn uống nữa, rồi giờ sếp đưa vô toilet đó, rồi có mất vệ sinh nữa không ta? Ở đây có hai người. Anh không nói, mày không nói, ai biết. Này của mày. Thank you.
Sao chưa dọn ta? Anh trai, nghe kìa. Đi đâu đây? Đi toilet. Em vô tới đây anh còn hỏi nữa. Phòng trống nhóc bên kia mày không đi qua bển mà mày qua đây. Tao đang dọn mày không thấy hả? Bên kia có mùi anh ơi. Bên đây anh dọn sạch thơm. Còn mày không thấy tao đang chọn cái gì mà mày vô đây mày? Đi chỗ khác đi. Lao công của mình căng với ta. Mày nhìn tao về giống lao công đó hả? Tao có tin đơn với mày. Con này bị thần kinh chắc luôn. Anh trai, cái gì đó mày? Khó nói quá. À, xíu anh dội nước giùm em nha. Rồi sao mày không dội đây? Đi mày kêu tao dội. Cúp nước. Mày đi đi để xíu tao dội cho. À, nhớ dội giùm em nha. Tại hôm qua em ăn lỗ mắm nên không được đẹp cho lắm. Ê, mà mày lần nào vậy? Mày đi toilet ké đúng không? À đâu có đâu anh, em ghé quán anh uống nước mà. Rồi mắc gì mày đi uống nước? Mày không vô quầy mày order nước mà mày ra đây trước. À, tại mắc á anh. Ê, tôi nói với chú em nghe nè. Chú em nói quán tôi bán mắc là tôi không chịu rồi đó. Rẻ nhất cái khu vực này luôn. Ly cà phê quán tôi bán cái giá bánh bèo như vậy mà chú nói mắc là sao? Chú đừng có nghĩ 55k của chú là lớn nha. Nha. Chú muốn thì thôi. Chú em chưa mắc. Chú em biết cái gì là lịch sự không? À, anh bình tĩnh anh. Ý em là mắc cái xả ở trong toilet mà anh chưa dội á, chứ không phải là em chơi nước quanh mắt. Ha, vậy là anh hiểu lầm chú em rồi. Vậy cho uống nước em. Nè, đi chậu đi. Thằng này bị thần kinh chắc luôn nè. Alo. Alo. Sao mày, tình hình ổn không? Chưa mày ơi, tao thấy hơi bất ổn. Bất ổn sao? Ở đây tao thấy có thằng giống như bị thần kinh vậy á. Gì? Thằng chủ bị thần kinh hả mày? Không có phải, cái thằng lao công. Ôi trời ơi. Nó bị thần kinh mà chứ đâu phải là thằng chủ bị thần kinh đâu mày. Nhưng mà tao thấy nó cứ sao sao á mày ơi. Ờ ok vậy nha, mày tranh thủ về báo tình hình cho anh em biết rồi. Vậy nha. Sao mày? Chắc nó nói vậy là chắc kèo này ổn rồi đó mày. Ê, tao nói mày nghe này nè. Tới nữa rồi. Vô đây anh dặn xíu. Gì nữa vậy anh? Chú em mà có vào ghế ngồi thì chờ anh xíu nha. Đừng có hói mất công tôi quên xóa bồn cầu cho mày đó. Bây giờ anh chỉ chú mày vào đúng cái ghế ngồi nè. Kìa, bây giờ mày đi thẳng, quẹo trái, xong mày đi thẳng, rồi quẹo phải, mày đi thẳng, chụp cái ghế mày ngồi xuống, chờ tao 30 phút. Ủa mà em thấy nó sát bên mà anh, sao anh chỉ phức tạp vậy? Bây giờ nè, có phải mày đi thẳng 3 bước, xong mày quẹo trái, xong mày đi thẳng 8 bước, mày quẹo phải, xong mày đi thẳng 3-4 bước nữa, mày ngồi tới cái ghế đúng không? À, em hiểu rồi. Mà em thắc mắc nè, làm gì mà phải đợi anh trai 30 phút? Rồi mày không thấy tao đang dọn cái toilet hả? À, em hiểu rồi anh trai. Đi hỏi đi. Thằng này 100% là bị khùng rồi. Dọn gì mà lẹ dữ em? Có dọn kỹ không đó? Ôi khéo quay, rửa tay chưa? Mới đi dọn toilet vệ sinh dơ hèm đó. Thằng này. Anh ơi. Gì? Hả? Của ai đấy? Khách đúng không? Vô đây em, vô đây ngồi. Sorry, nãy giờ anh tập trung điện thoại quá thông cảm ha. À anh ơi. Uống nước đúng không? Đợi anh xíu anh kêu bartender làm nước cho em ha. Ờ à, em uống nước gì? Nước gì cũng được hết anh. Ok, làm cho anh ly nước ép cam em ơi. Ôi chết cha, bartender nó bận này. À em đợi anh xíu nha, anh đi kiếm thằng bartender cái. Thằng này sao lâu vậy ta? Không nhận ở đây đẹp nhờ. Dạ ơi, đâu em, dọn lâu gì hả? Trời ơi, giờ đi đứng đây còn dọn nữa, tranh thủ làm nước cho khách kìa. Vậy sếp, em đang dọn toilet mà, chưa xong. Trời ơi, vô ai đứng đi lấy tiền trả lương cho chú nữa, ra đây cho anh. Mới lâu cũng nữa anh Vũ. Đi vô đi, anh lau cho, đi vô đi. Dạ, anh lau giùm em nha. Để em vô làm nước. Pha ly nước cam ép nha, cam ép cho khách. Em hiểu rồi. Ừ. Ơ mà anh Vũ. Cái gì? Ở bên kia à? Sao em? Nó có cái toilet. Sao? Mà hồi nãy có thằng kia đi, nó chưa có xói. Đi vô.
À tại nó cúp nước anh. Một xíu em nhớ dội nha. Thôi thôi á. Thì trời ơi, đi tí em dội cho. Mà anh nói nước gì? Nước cam ép. Trời ơi, ông thần ơi, ông thần. Em hiểu rồi. Khách đâu chạy? View biển đẹp dưới ta. À, kia rồi, đang đi ngắm cảnh. Mày nghĩ có thể làm khó được tao hả trái cam? Không đâu con. Tiếp tục anh em mày sẽ đi theo luôn. Nước của chú em nè. Cam ép. Hồi nãy tôi kêu chú em á là chờ tôi bao lâu. Còn chú em làm gì hối với vậy? Ủa? Bọn anh làm phục vụ nữa hả? Đâu có. Mày làm chức ba việc lận. Ngoài việc lao công với phục vụ anh còn làm việc gì nữa? Hồi nãy tao nói mày không nhớ hả mày? Tao làm bartender nè. Tính ra ở đâu bị thần kinh đâu ta? Anh giỏi vậy, làm một lần ba công việc chắc lương cao lắm ta. Cao đâu mà cao. Lương ở đây á là có tháng trả có tháng không. Chịu yếu á, anh đi làm ở đây vì đam mê thôi. Ê, uống đi nước cam đi để nó nguội. Cái này cam ép mà, nguội gì anh? Ơi, do hồi nãy không có nước đá, anh quậy nước cam nóng cho mày uống, uống đại đi. Nhìn cái gì mà nhìn, uống đại đi. Anh cam kết với mày, không có cái quán nào mà pha chế được như anh đâu. À mà anh, cho em hỏi cái. Định hỏi điểm tâm sáng đúng không? Lúc trước có bán nhưng mà giờ hết rồi. À không, ý em hỏi là... Mày lo mà uống đi, tao còn phải đi dọn toilet nữa. Nghe cái mùi này tanh tanh ta. Cái mùi này quen quen. Hình như mới ngửi thấy ở đâu nè. Cái mùi nước lau sàn hay mùi viêm động đặc hả ta? À, chắc cái mùi của viêm động đặc á. Hồi nãy đi lau toilet nè, nó còn bám hương trên tay. Vắt miếng cam này nó lưu hương xíu á mà. Ê kia, ê, đâu hả? Tính tiền. Trời ơi, toilet siêu tính tiền. Còn trẻ mà sao bụng dạ yếu thế nhờ. Tối qua nhau dữ lắm, chị em hỏi dữ hả? Ê, chút hồi dọn cái bồn anh nha, anh mới dọn rồi đó. Giới chạy với anh dọn được quá. Hello, chào anh. Sao, các bạn vừa xem tập phim vừa rồi thấy hay không? Nếu hay thì đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để hỗ trợ mình nha. Và bên cạnh đó, đó chỉ là một tập phim đầu trong chuỗi series các tập phim tiếp theo trong dự án của mấy anh em mình. Thực chất thì hồi trước mấy anh em mình cũng có ấp ủ lâu mấy lâu về cái dự án này rồi, nhưng mà thời điểm đó thì chưa có đủ kinh phí các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mấy anh em mình có đủ chưa? Có. Không thiếu nha các bạn. Để thực hiện một bộ phim như vậy phải nói là cực kỳ kỳ công và cực kỳ tốn công sức luôn. Cái bộ phim vừa rồi mình quay mấy ngày, 3-4 ngày thôi. Có một tập thôi các bạn mà quay 4-5 ngày giờ, chưa tính thời điểm mà edit, chuẩn bị này nọ các thứ, cả tuần lễ mới ra được tập phim nha các bạn. Nhưng mà mấy anh em mình sẽ cố gắng quay 1-2-3 tập dồn dồn để nó đăng lên liên tục cho các bạn xem. Và bên cạnh đó thì một số cái hình ảnh cũng như là cái hoạt cảnh, bối cảnh và những cái gì liên quan cho bộ phim á, những ngôn từ là cái chỉ mang tính chất giải trí, mang lại tiếng cười cho mọi người xem thôi. Mong là các bạn cũng đừng làm theo. Ê, nói rồi mọi người. Mong là các bạn đừng có làm theo và học theo nha. Mục đích bên em mình đưa ra những phân cảnh đó là để mang lại tiếng cười cho mọi người là chính. Rồi còn ai nói gì nữa, ý kiến gì nữa thì góp ý đi chứ, để mình ăn nói rồi lèo lưỡi hết nè. Mấy bạn nhớ ủng hộ bộ phim siêu phẩm của mấy anh em mình nha các bạn. Và hãy đón
đồng hành cùng mấy anh em mình trong cái hành trình thực hiện những dự án phim sắp tới, với lại một số cái đẹp của mấy anh em mình muốn thay đổi một chút xíu nha các bạn. Tại vì cái gì cái cũng phải có sự thay đổi, cái sự phát triển các bạn. Biết là các em ở đây cũng đã bước sang cái tuổi dậy thì lớn rồi, mình phải làm sao có sự chuyển hướng mới để cho các em có tương lai quyết định. Cái gì nữa? Vậy thôi. Vậy thôi. Của mấy em mình, và mong là các bạn hãy đồng hành lâu dài của mấy em mình hơn. Còn bây giờ thì mấy em mình xin chào, hẹn gặp các bạn, và đừng quên theo dõi những tập phim tiếp theo. Nhớ là gì, like, làm gì nữa, đăng ký, like, làm gì nữa, like, biết không, share, làm gì nữa, đăng ký, làm gì nữa, nhớ một cái chuông để làm gì, để ủng hộ mình. Bye bye. Thôi thôi thôi, tạm biệt mọi người, bye bye. Đâu mày thả cho tao coi coi. Túm hoài nè, em thả cho anh coi luôn nè. Ơi mày kéo lên cái mày, đã nói rồi mà không có vừa. Đang xem gì mà chăm chú dữ mày? Tao đang xem đại chiến bảo bối quân siêu phàm nè, xem cuốn lắm. Tưởng gì, hồi sáng tao vừa xem luôn. Mà công nhận phim này hay thiệt. Trời ơi, hết luôn rồi. Chán ghê, đang xin hay. Ê, chán quá mày, tìm gì chơi đi. Chơi gì giờ? Chơi nói chữ nè. Thôi ba ơi, mấy lần chơi với mày toàn chơi ăn gian không mà. Tao chơi ăn gian nào mày? Cãi nữa. Anh bay làm gì âm sùm dữ hả? À, có ai đâu anh Thành. Mình đi đâu mà xách nhiều sữa cuốn chứ hả? Thì anh đi mua bát sữa cho em anh hả? Ê, sữa cuốn trái cây này ngon lắm mà nha. Tự nhiên tao thấy các nước ngang luôn á nhả. Quá ha, có cần phải ra hiệu vô không? Nè, cho mỗi đứa một chai uống nè. Chúc mừng anh Thành. Chúc mừng anh Thành nha. Mà tiện đây, anh làm trọng tài cho hai em chơi nói từ luôn đi. Mà nói từ gì mà cần trọng tài mày? Đúng rồi đó, anh làm trọng tài đi, chứ không thằng nhã này nó ăn gian lắm. Ăn gian gì hoài mày? Thành đây làm trọng tài hả? Rồi, ok, hai bay nói chữ đi, tao làm trọng tài cho. Rồi, tao nói trước luôn. Nói đi mày, hôm nay tao chơi sống còn với mày luôn á. Được, xuất sắc. Nói đi mày. Nói rồi đó. Nói gì? Xuất sắc. A đù. Sắc hả? À, sắc xanh. Xanh xanh nước biển. Hay, này hay nè. Biển hả? À, biển hồ. Lẹ. Hồ á. Hồ cá. Cá hả? Cá. Cá dưới ao. Hay, hay lắm nhỉ. Cố lên em. Ao. Ao có cuốn. Cuốn hả? Cuốn con. Bậy mày, cái này cuốn ca chứ đâu phải cuốn xê đâu. Mà làm gì có cuốn ca mày? Con cuốn là cuốn xê mà. Vậy mới chơi chữ chứ mày. 5 4 lẹ nhả. 3 2 1. Rồi, ghẻ thắng rồi nha. Rồi, bây giờ mày giải thích từ cuốn coi. Sao nói được? Ao có cuốn là cuốn có áo. Nè, mày phải đọc ngược lại. Rồi từ áo mày mới nói từ lại được. Như là áo sơ mi nè, áo thun nè. Thua rồi, chịu đi. Thấy cái áo này mày nhớ, sáng anh lấy 36 thẻ quạt cuốn của Cưng để đổi cho Cưng cái áo giáp cuốn siêu phàm rồi đó. Em cảm ơn anh Thành nha. Ủa, cái áo khoác đẹp dữ ta, mở đâu ra hả? Thì cuốn đang có chương trình bảo ối siêu cuốn giải cứu môi trường đó, cho nên tao mới đổi được cái áo giáp cuốn siêu phàm này nè. Cho tao mượn cái ghẻ. Áo đẹp nha. Chứ gì nữa, áo này như là bộ giáp bảo vệ vùng mặt vậy đó. Khi mà mày tung áo ra, giúp gom không khí ô nhiễm lại và lọc không khí cho trong lành hơn nữa. Xịn dữ trời. Mày có thiệt không ba? Đương nhiên là không rồi. Mấy cái đó là chỉ có trong phim hoạt hình Đại chiến bảo bối cuốn siêu phàm thôi. Cái thằng này nó giỡn mà như thiệt luôn, làm tao tưởng thiệt.
Vậy là Cưng không biết rồi nhỉ. Từ ngày 1 tháng 8 đến tháng 12 2023, chỉ cần Cưng săn thẻ trong mỗi lốc sữa cun hộp giấy hoặc sữa cun dạng chai, tích được 36 thẻ sẽ đổi được một áo giáp cun siêu phàm giống ghẻ nè, và giấy xếp cun thiên biến dạng quá nữa. À, cái này em có nghe rồi. Còn nếu mà mình săn được cái thẻ đặc biệt á, sẽ đổi được một cái đồng hồ cun dạng năng đúng không? Cái sữa trái cây cun này ngon rồi nha. Một hồi về em kêu mẹ em mua một thùng uống mới được. Sẵn rồi săn thẻ luôn. Vừa thơm ngon bổ dưỡng mà còn được săn thẻ đó quà nữa chứ. Hai đứa về săn thẻ đi, coi coi đứa nào săn quà nhanh hơn. Anh đem sữa này về cho em anh à. Em cảm ơn anh Thành chai sữa này nha. Cảm ơn anh.